10 việc bạn phải kiên trì để bản thân trở nên mạnh mẽ. Khi có người bình phẩm con người bạn từ đầu đến chân, tâm tình của bạn lúc này sẽ ra sao? Nói thật là không ai có quyền bình phẩm bạn thế này thế kia. Có thể có người đã từng nghe qua câu chuyện của bạn, nhưng bản thân họ vốn không đích thân trải qua, cũng chưa từng sống qua cuộc sống của bạn. Bởi vậy, không nên quan tâm đến những lời thị phi của người khác, mà chúng ta hãy chuyên tâm với công việc của mình, làm những việc mà bản thân bạn thích và cho là đúng đắn. Và cho dù người khác bình phẩm thế nào, bạn cũng nhất định phải làm được 10 việc dưới đây. Sau đây là 10 việc có thể giúp bạn sống mạnh mẽ hơn mà bạn nên tham khảo và áp dụng. 1. Chăm lo tốt cho chính mình. Trong tất cả các mối quan hệ, thì mối quan hệ của mỗi người với chính bản thân mình là chặt chẽ nhất, cũng là trọng yếu nhất. Nếu như bạn không thể chăm lo tốt cho chính mình, như vậy cũng không cách nào chăm lo tốt cho người khác. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thường nghĩ đến việc làm thế nào để khiến cho những người xung quanh vui vẻ và hạnh phúc, nhưng lại quên mất một điều rằng hơn ai hết, bản thân mình cũng nên và cần được yêu thương. Hãy luôn nhớ rằng nếu không ai nói yêu bạn mỗi ngày, thì hãy tự làm điều đó cho chính mình. Bởi vì nếu không biết tự yêu thương bản thân mình, sẽ không ai có thể biết cách yêu thương bạn. 2. Vì bản thân, hãy làm những việc mà bạn cho là đúng đắn. Trở ngại khiến mọi người chưa thành công phổ biến nhất vẫn là những nhược điểm trong chính bản thân chúng ta. Đừng băn khoăn và lo sợ, hãy cứ làm những gì bạn cho là đúng, vì thất bại là mẹ thành công. Nếu bạn muốn thành công từ chính những thất bại bạn đã gặp, thì hãy vượt qua những nguyên nhân ngăn cản bạn đến với thành công. Hơn nữa, nếu bạn thích đi lại một mình, hãy cứ tự tin tiến bước. Không có gì để phải đắn đo, lo sợ cả. Đừng để sự tác động tiêu cực từ những người thiếu hiểu biết xung quanh bạn làm bạn chùn chân, dừng bước, khiến bạn không thể là chính mình. Những việc mà trong tâm bạn cho là đúng đắn thì hãy kiên trì thực hiện. Đó là vì chính bạn. Bởi vì khi bạn ở vào trạng thái hoàn toàn hài hòa với chính bản thân mình, sẽ không ai có thể dao động được bạn. 3. Bước đi trên con đường riêng biệt của mình. Mỗi ngày đều là cơ hội để thay đổi cuộc sống, tiến bước về phía cuộc sống mà bạn mong muốn. Cố gắng phấn đấu vì những điều mình tin tưởng, lòng ôm mộng lớn, coi nhẹ sầu lo. Lượng sức mà làm, chớ nên hà khắc với bản thân. Chỉ cần mỗi ngày ta đều tiến bước. Còn nữa, trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, bạn hãy quyết định xem rằng có nên làm hay không, chứ không phải tìm lý do. Đồng thời, cần phải học tập kiến thức mới, ngày càng tiếp cận gần hơn với mục tiêu của bản thân. Hơn nữa, bạn sẽ biết rằng còn có những người bên cạnh bạn, họ cảm phục sự nỗ lực của bạn, họ sẽ là những người bạn đồng hành hướng đến những điều tốt đẹp. 4. Rời xa ồn ào, cố gắng vươn đến mục tiêu. Ước mơ cần rộng lớn, nhưng phải biết thời gian có hạn. Thực hiện những mục tiêu thực tế mới là then chốt của sự thành công. Thành công có quan hệ trực tiếp với hành vi thường ngày. Nắm bắt thời gian thế nào sẽ quyết định chúng ta là người ra sao. Mỗi một chút sự tình thường ngày của mình tích lũy qua năm tháng, dần dần kề sát ước mơ. Những ai thành công thông qua làm như vậy sẽ mãi luôn bảo trì sự tiến bước. Trên đường đi, họ cũng sẽ phạm phải sai lầm, nhưng họ không từ bỏ. Họ sẽ tạm rút lui khỏi cuộc sống xô bồ,
tìm một nơi yên tĩnh, suy nghĩ lại tất cả, tiếp thu bài học và tiếp tục kiên trì tiến bước. Thứ năm, khi cuộc sống, hoàn cảnh khách quan thay đổi, thì hãy điều chỉnh mục tiêu và ước mơ. Đường đời khó tránh khỏi thất bại, nhưng dù bạn gặp khó khăn gì thì cũng không nên từ bỏ, mà hãy nói với mình rằng đã đến lúc phải thay đổi rồi. Cuộc đời vô thường nhưng vẫn cung cấp rất nhiều cơ hội cho ta thực hiện ước mơ. Chỉ là đừng quên rằng có những lúc cần phải điều chỉnh lại khát vọng một chút, hoặc là lên kế hoạch cho những khát vọng mới, thay đổi chủ ý hoặc là có nhiều khát vọng hơn. Những điều này đều được khuyến khích. Thứ sáu, tha thứ cho những người chưa từng đối xử tốt với bạn. Tha thứ cho người khác cũng chính là bạn trao tặng một phần quà cho chính bản thân mình. Những người kiên cường và sáng suốt luôn biết tha thứ cho người khác. Tha thứ sẽ khiến bạn tập trung sức lực, tập trung sự chú ý cho tương lai, chứ không phải là mãi luẩn quẩn với những chuyện đã qua. Tha thứ cho hết thảy mọi chuyện đã qua mới có thể biết rõ tiềm lực trong tương lai. Nếu không tha thứ thì vết thương sẽ không bao giờ lành lại được. Thế thì sẽ không có cách nào bước lên phía trước. Không kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, đó chỉ là những trang sách của đời người. Đừng nên đóng sách lại mà hãy lật sang một trang mới. Thứ bảy, cho người khác lòng yêu thương và thiện ý. Lòng yêu thương nếu như chỉ được trao cho những người mà bạn cho là xứng đáng và gạt bỏ lại tất cả những người xa lạ, như vậy thì đây cũng không phải là lòng yêu thương. Đây được gọi là tâm vị kỷ. Lòng yêu thương đích thực thì sẽ bao dung hết thảy mà không chọn này lựa kia. Chính là như ánh mặt trời, như làn gió mát, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Bởi lòng yêu thương thực sự sẽ không phân giới hạn. Lòng yêu thương và thiện ý là một loại phương thức sống. Nơi nào có lòng yêu thương thì lòng ích kỷ sẽ biến mất, không còn vết tích. 8. Dù không được người khác ưa thích, cũng nên ủng hộ họ. Có những lúc bạn thật sự chỉ cần nói vài lời đơn giản lại có thể chạm đến đáy lòng người khác. Hãy lấy dũng khí mà bước vào những chỗ tối tăm, đưa người khác ra ngoài ánh sáng. Hãy nhớ, người mạnh mẽ kiên trì tự ngã, nhưng người mạnh mẽ hơn sẽ đứng ra vì người khác. Người có năng lực, họ sẽ chìa bàn tay ra giúp đỡ cho người khác. 9. Từ trong thất bại mở ra một con đường. Những lúc cảm thấy xuống dốc hoặc là đối diện với thất bại, chớ nên cảm thấy tự ti và hổ thẹn, bởi thật sự không có gì phải xấu hổ cả. Dù bạn có thể đang trong giai đoạn gian nan khó khăn, nhưng vẫn là đang tiến bước về phía trước. Bạn một mạch mở ra một con đường, dần dần sẽ có khởi sắc. Đây chính là việc đáng để bạn tự hào. Hãy để mọi người biết rằng bạn của ngày hôm nay còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bạn của ngày hôm qua. Còn bạn của ngày mai lại sẽ còn mạnh mẽ hơn cả chính bạn của hôm nay. Thứ 10, cần phải luôn ngẩng cao đầu và giữ mãi nụ cười trên môi. Mỗi một ngày của sinh mệnh đều là một trang sách trên con đường đời của mỗi người. Trừ phi sinh mệnh chấm dứt, nếu không đều luôn có cơ hội. Đừng nên than khóc với quá khứ, mà hãy mỉm cười để bước qua khó khăn của ngày hôm qua. Hãy mang theo nụ cười mà trị lành vết thương. Đừng mãi chỉ nghĩ đến bi thương sầu khổ của đời người, mà hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp vẫn còn đọng lại quanh ta. Hãy nghĩ đến
những điều tích cực.